Lại chơi cái đóng trong phim bộ phim rồi. À, kêu lại vậy. Ai? Nghe nói mới đi chùa với Tuấn Nguyễn về phải không? Ồ, ngon ghê ha. Hai vợ chồng nay làm lành đi chùa với nhau ghê thì chứ. Đi chùa về có nải chuối luôn mọi người, có trái ổi luôn. Trời. Giải gì cho anh Tuấn Nguyễn nói coi. Giải cho giải ngân cho ảnh có tiền, ảnh mạnh giỏi. Mà ăn, có lộc có tài. Mà trời. Sao đẹp trai dữ vậy? Đi chùa với vợ tươi quá ha. Trời hôm nay mặc áo đỏ luôn rồi. Cái gì vậy má? Trời tươi quá rồi. Thích nhất là mặc áo đỏ, tôi nói thiệt á. Ai nói gì nói chứ tôi thích mặc nhất là mặc áo đỏ với mặc áo vàng, mặc áo cam, hiểu không? Mấy màu đó là màu nổi. 20. 20 làm gì? Mượn cướp. Thôi trời ơi, giàu như anh mà mượn tiền gì không biết nữa. Mượn cái nhỏ bạn tao góp cho mày. Thôi tào lao không à. Anh Quang đang ngồi sát bên em quay bộ phim tình cảm ướt áo rồi coi. Hôm nay 20 đi. Hôm nay là làm lành rồi phải không? 20 đi. Bây giờ hôm nay làm lành là cái gì? 20 đi. 20 là cái gì? 20 chai đi. Trời ơi. Tối gì đó. Trời ơi, đi một tô 20 chai. Anh nghĩ anh đâu có đẹp đâu. Mượn. Trời ơi. Mượn phải không? Ừ. 20 thành 40 hay gì không? 20 thành 24 mày. Trời ơi. Một chai quá rồi. Tối chiều có đi ăn đám cưới không? Cho mượn thì đi. Có thì mời chưa? Có rồi. Rồi chưa có tiền đi nữa hả? Cho mượn thì đi. Bỏ vô 20 chai luôn hay gì? Ừ. Cưới rồi. Cưới thằng Quang nè. Anh Vĩnh. Thằng chuối cũng đẹp. Nè. Dân có việc gì? Dạ thôi, còn cảm ơn. Còn không muốn thích ăn chuối. Anh ăn chuối anh thấy sao? Thấy ngon không? Qua nhớ lát cho mượn tiền nha. Mà lát không có cho mượn tiền chửi á. Giờ chửi nghe thôi, ở trên mạng nó cũng chửi em nhiều rồi. Uống cà phê đi anh. Này đẹp trai, mặt áo đỏ. Ủa, anh chồng coi đâu rồi? Đồ không có chịu nha. Chồng, ủa chứ ai ngồi đây? Trước giới thiệu giùm con cái người mặc áo đỏ này là ai? Trước giới thiệu đi. Có phải là chồng ông xã gì ngày xưa không? Hay là chiếc giòi? Thì giờ con hỏi chứ á, chứ trả lời. Làm xong quá chết rồi. Trời ơi. Cô hết chồng nhậu rồi nha. Ủa gì? Ủa bệnh hoạn đâu có tên, tên lỡ ta bệnh hoạn bây giờ nè. Buôn bán bệnh hoạn cái chuyện đó là thiên tai bỏ lục. Ai tính? Ai tính chuyện thiên tai bỏ lục? Hôm qua em chua mà, anh hai chầu mà em đau cả người, ok. Thôi 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 thôi. Bồ ly me không bóc đi, bóc có tiền ngàn trời ơi, thấy hơi bị kỳ vậy nha. Ok. Rồi xanh đọt chuối nữa, trời ơi, thấy hai chầu không chầu gì ra, chầu nào đó. Trời ơi, giờ chầu này tính sao dậu? Mà đứng cửa giữa mà tính coi mà tính làm sao? Tính gì? Thích theo chuối khách quan em nói thì là anh Hân Trần thua, tại vì bữa đó là cái ông kèo đó là chỉ cần Khoa nghỉ một ngày. Ừ là đúng rồi, thua. Để cho trọng tài ta nói chỉ cần chắc, nghỉ một ngày bữa giờ nghỉ một ngày thôi, tại vì ví dụ mà ba quán liên tục 5 ngày á thì là Tấn Nguyễn anh thua chầu nhậu. Ừ, mà bán được một tháng á là một khu du lịch. Du lịch đúng đó, rồi đó, du lịch là Nha Trang đàng hoàng nha, chứ không phải là du lịch bình thường nha. Ừ, đâu ra đó bà, đâu ra đó đàng hoàng, đúng rồi, chính xác. Ngồi ăn cái miệng ăn chuối cũng đẹp. Ăn cái mùi miệng ăn chuối cũng đẹp. Ê coi những coi những cái sao bự vậy, không những mới hay gì nè, thấy lạ lạ nè. Thôi đừng đưa lên. Tiền không thiếu, quan trọng có ngoan hay không hay sao á. Em ngoan nè, cạch ca lại la được ra chục chai rồi. Chức giới thiệu cái anh mặc áo đỏ này là gì của chức, giới thiệu con nghe coi cho. Người quen. Trời. Giờ chức là có kèo là 6 triệu rồi phải không? Bỏ kèo 4 triệu hay sao? Thiếu là 2 tuần. Trời, thiếu ai từng đã bỏ kèo tung lên cho mạng nói xấu người ta tờ lơ hết á. Bây giờ nè bây giờ gặp mặt con nè, con chứng kiến cho, xin lỗi ảnh đàng hoàng coi ảnh có chịu không. Đưa 20 tự nhiên đưa trước 20 đâu ra vậy. Gặp mặt ảnh xin lỗi đàng hoàng coi ảnh có chấp nhận không. Tự nhiên nói xấu người ta đã, bây giờ không xin lỗi mà kêu làm quà đâu có được. Nãy tự nhiên anh dắt bà đi chùa làm gì? Bà dẫn ta đi chùa. Bà dắt anh hả? Nghĩ sao dắt Tuấn Nguyễn đi chùa? Còn quen biết gì không? Còn thân không? Hay thân ai nữa lo? Bây giờ mày đi ngủ đâu mà
từ nhà chạy lên. Tao phải chuẩn bị rồi, lát hồi tối tao đi ăn đám cưới. Ok, đi với Tướng Nguyễn. Phải đẹp. Ôi, cái gì? Cũng có cho một 20 triệu không, quay hoài vậy trời. Cũng cũng đẹp thôi. Vô trai vô phai, phai vô nào. Hôm nay nhìn anh sexy lắm nha anh Tướng Nguyễn. Cảm ơn 20 triệu đi. Làm gì? Em tiền đâu có, anh nghĩ sao vậy? Nói mày mới chuyển đó. Trời ơi, lúc đó em chuyển em giả bộ, em nói anh chuyển thôi chứ có chuyển đâu. Sao không, tao nhận được cỏ gà mà nói không. Trời có, mày nói kỳ vậy. Anh tào lao. Thôi mày tào lao, mày mới tào lao hơn Trần ơi. Đi không có. Mày mượn đi tao góp cho. Trời đẹp trai mà. Đây nè, ngồi song song đối diện nè. Trời. Đút cho anh ăn miếng đi. Hạnh phúc là đây chứ đâu. Hộp đậu cái quay. Bốn mắt nhìn nhau chào máu hồng. Ngọt. Quay quay em đây làm gì ghê vậy? Giờ dạo này quay đòi tiền bản bản quyền nó mới ghê chứ. Nói gì nói đi trời. Thấy chất dạo này sao? Tươi. Tươi. Ủa không có tiền mà sao tươi? Giá nào tụm tốt. Quá trời tiền luôn. Trời ơi. Thiệt luôn hả chứ? Bán anh chọc đi, anh ăn ốc mà ngon à. Trời ơi, cay cay nha. Ốc cay hả? Bán anh chọc đi, anh ngon à. Anh chọc. Trời bán ngon, đồ lóc bà gần. Ốc cay đẹp quá mà, sexy quá mà. Ủa cái cha kia đâu không bán anh? Cua đậu hết à? Chả cua đá banh hết à? Mối tôi á là bán ốc lên xào dừa thôi hả chú? Đâu bán ốc khác phải không? Có anh nói có bán ốc phun nữa nha. Anh Tuấn Nguyễn em thèm ốc len. Em mày mua đi, bắt chồng qua mua mẹ ăn. Ủa con nói con thèm. Trời ơi trời chồng nữa. Làm gì chồng? Chứ tay mày còn chồng nữa hả? Rồi 50 được 2 dĩa hả ta? Cũng mừng vậy. Nè không cần nữa dân. 50 2 dĩa hả? Ngon lắm này dân. Nhiều. Nhiều tiền. 499. Đúng chính chính bớt là gì mua 50 nó hỏi nhiêu hoài à. Chứ ơi con thèm ăn ốc len quá chứ ơi. Có con ốc ba nè ăn không? Hết. Đớ luôn. Rồi ốc ốc của chất là để Tướng Nguyễn đi. Ủa đi. Có ốc ba mẹ ăn không? Rồi để Tướng Nguyễn đi. Hả? Ốc còn ăn được luôn đó hả? Còn xài được không? Sao được. Mẹ ăn nè. Không có, đi phục hồi lại mới xài được. Chứ giờ thấy là hơi cũng hết muốn xài nổi rồi. Chứ không phải mày thấy nhỏ ngồi bệnh mày sợ à. Anh quá là nhỏ. Anh quên lắm. Nói là 4 à. Rồi 45 tím lại, tự nhiên ngồi vô hồi. Tao lọc qua thối tờ kia, bắn tờ đây cái là. Anh mới bắn có nhiều quá ngồi nhỏ đó. Mượn cho chồng qua làm việc nhỏ á. Mày tính tiền lấy không? Tin điều đó xảy ra không đó. Bán nguồn tiền á. Ngon nha mọi người, 50 ngàn. Hai dĩa. Ngon lắm á anh. Ăn đi anh Tướng Nguyễn. Ăn chút cho vui chơi. Sao nó bụng hay gì trời. Muốn cho chồng qua ăn rồi. Má trời ơi. Body có luôn nha. Nhưng mà cái bụng hơi bự. Cái nào nói là em khen cái nào chê chê, cái bụng hơi bự. Vú thì bự ok đó. Nhậu quá bụng bự. Chất ơi, giờ bụng bự thì làm sao cho bụng nhỏ này chứ? Tướng sang. Bụng bự tướng sang hả? À? Thôi cái gì hôm nay cái gì cũng khen hết trời. Ghê nè. Rồi chất bụng bự rồi, chất thấy chất có sàn đâu. Lỗ khang mà nằm. Trời ơi lỗ khang mà nằm. Mua có chịu đám cưới. Chắc sắp sửa đẻ luôn rồi mọi người. Chơi
sướng không cho đẻ. Thôi rồi. Ai chơi cái đóng trong phim bộ phim rồi. Muốn 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 quạt. Bà bả đi ông nội. Đó nó mới đi. Đâm tới giờ đâm, tới giờ đông. Sao chứ lúc nào chứ cũng nói xấu con hay chứ. Con nhớ con lòng tay cho chất rồi mà. Ê thôi đừng đủ qua đủ lại, kệ nó đi. Ôi nước dừa con không có ăn, đau bụng lắm. Đưa con. Có đổ vô cái tô rồi. Đổ vô tô hả? Ờ, đổ đâu đổ ngoài chứ. Đổ tô chứ đâu. Đẹp hồi nãy quên ăn bớt một hộp chứ chất ăn hai hộp gì hết rồi. Cho chồng con mượn tiền đi, cho ăn. Chồng chất mà mượn tiền, chất nói chuyện ảnh ghẹo con nó. Chất hiểu không? Gì nó má như đà bộ ống được tiền kìa. Nó quay hoài kìa. Anh Hưng cái anh đó đó, anh nhắn tin về mà. Dạ hả? Tươi phải không? Em mà tươi là anh cũng tươi lắm á. Trời ơi. Muốn quạt nha. Thích ăn chuối nha. Ăn lần hai trái nha. To nha mọi người, nhưng mà lò xo thì nó không có ngắn đâu nha. Hửng Trần ơi, mày cho bài quay chi vậy? Điệu, vũ điệu muốn quạt. Hồi nãy ở trên, ở dưới giờ ở trên. Anh Vũ một cái cho em coi ra Vũ quạt coi. Kế nhau mà không nói chuyện nói năng gì đó, người thì che quạt, người họ hút không hút, hai người rồi bây giờ không, cái mối tình này không có bình lâu, không có tình cảm mà người không có giao lưu đó, một người đâu, che mặt 250 đô đã mới nói chuyện. Trời ơi, gì đưa trước 250 đô mới nói chuyện hả? Trời ơi trời, cũng tiền nữa. Trời ơi giờ đưa tiền mới nói chuyện, cũng tiền nữa. Tiền thắng tình thôi. Đau lòng ghê. Cha mặt ghi hoài luôn. Rồi để máy gì vậy? Bây giờ nè, thử thách anh mà ngồi 2 tiếng hồ anh không nói chuyện, anh che mặt vậy, chiều nay dắt anh đi nhậu. Ok chưa? Bắt đầu 2, 3. Làm tao kia tao căng thẳng. Giờ nói đi. Má bây giờ mượn tiền không cho thì nói mẹ ăn tiếng đi. Gì mượn tiền gì tôi lôi hả? Tao có chuyện đã rồi, cái giờ cái đồ lại. Đòi trời ơi. Trời ơi. Biết là tối tao giữ luôn rồi đồ chuyển lại. Trời ơi. Má. Sai lầm thì đối thủ khi nhận đối thủ. Tính đi ra để tại tối tại không có nó xịn quá, không có nói chuyện cho nó đàng hoàng. Tính ra để cho na cho nó tỉnh táo mình nói chuyện với nó đàng hoàng để mượn tiền nó cho nhớ bạn tao mà vợ nó. Đâu đầu đuôi anh kể lại khúc giữa em nghe coi. Là sao? Là có nghĩa là tự nhiên anh bây giờ anh trách em là sao? Tối mày chuyển tao nhưng mà tao thấy mày xỉn quá, tao không có nói chuyện với mày rõ ràng được. Tao đợi tao chuyển lại để tao đợi ngày mai mày ra mày tỉnh táo. Lâu đó làm ăn cho nó giao việc, cho nó làm ăn cho giao nó dịch, ngon. Giao dịch cho nó ngon lành giờ rồi. Ngon lành. Rồi. Bây giờ 20 thành 24. 24. Góp ngày nhiêu? À. Góp ngày 300. Dạ. Góp đủ mà thôi, có đủ 24 triệu thôi. Hai chục giờ có cho mượn không đó mẹ đi. Nếu mà anh mượn là em mượn, đưa số tài khoản bắn một cái kịch cái vô liền. Rồi tao mượn, tao góp. Anh mượn phải không? Rồi ok nha. Đây là clip này làm chứng luôn nha, đăng lên cho mạng y hệt vậy luôn phải không? Ừ. Kể từ ngày hôm nay phải không? Thấy chồng tao hôm qua mà mày biết qua cà bò rồi đó. Rồi, đó đó. Trời nói vậy ai dám cho mượn trời. Ủa, mày vô kiên quá, bà nói chứ tao có nói đâu mà vô kiên quá. Góp ngày nhiêu? Góp nha, mà nếu không có tiền góp là chồng coi chừng. Ê mày. Không, đâu có tiền. Ôi má này không nói gì hết trơn, má không nói gì nhiều.
gấp như anh Ân. Em đâu có biết đâu, ngày xưa giờ đâu có làm cái nghề đó. Dạ, không anh biết. Làm, bây giờ em tập anh làm nè. Cái nghề đó Hân Trần không thích. Không thích gì, bây giờ có cuộc anh có trả thì anh có cho em mượn không? Anh nói anh chuyển qua cho em đi, rồi đúng sai vậy hay em chịu với anh. Ok luôn. Ừ. Đưa tài khoản này bắn cái. Đó tài khoản đó, để cầm lên em đọc cho. Chứ có nên chuyển cho ảnh không? Chuyển. Ai bảo lãnh, chứ bảo lãnh không? À. Không có, đòi ai? Rồi chứ. Cái gì? Vậy thôi để chuyển cho ảnh. Thiệt luôn phải không? Anh nói thiệt phải không? Ừ. Để cúp máy là em chuyển thiệt đó. Ừ. Rồi thôi để chuyển cho ảnh. Để ảnh đã nói cạn tình vậy rồi. Ngồi quà cũng sướng nữa. Ê, cái dao kẹo chồng ta mượn làm đấm cái đâm mẹ. Mới nói bà đúng. Bây giờ nắm là đâm là sao? Trời ơi, nhức đầu quá mọi người. Đưa 50 chai đi. Thôi cầm điện thoại lên đi, chuyển lẹ đi. Ngồi quạt cũng đẹp. Làm ăn cho nó chín cho nó nhanh gọn lẹ đi. Có khi nào Hân Trần mê chai quá mà bị mất cái 20 triệu không trời? Không có đâu. Với tao là không có mất đâu. Rồi xong chưa? Giao dịch nha. Giao dịch. Giao dịch. 2, 3, ok rồi. Cúp liếp nha mọi người. Chào một cái đi. Rồi cúp liếp. Lại la. Quạt rồi, đó. Mày đài dữ vậy? Tập kha em qua ăn rồi, bung ra. Tao ảnh trả tao đi Đà Lạt với anh. Là chất đứng ra luôn phải không? Ảnh mà có đi qua Mỹ là chất ở đây chất trả nha. Rồi, okay. Anh đi vượt biên em chờ anh qua Mỹ em đi đòi cho ai? Lấy đây. Ai thành phố nha. Này vợ có bán vé số hay gì hết đúng không? ai mấy số à, bây giờ bả quảng cáo anh phải quảng cáo anh cầm lên em đâu có biết anh là sao nói cái chị gì muốn là cái gì phải nói. Hôm nay vợ em bán vé số, mọi người ủng hộ đi, là thành phố bán ế dữ lắm nên là mọi người ủng hộ câu like nha, ai ủng hộ thì ủng hộ giùm vợ em nha. Mấy trăm tờ hôm nay, 200 tờ. Nay giờ